chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh ma-thêu lạy chúa vinh danh chúa khi ấy chúa giêsu đi ngang qua thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là ma-thêu người phán bảo ông hãy theo ta ông đứng dậy đi theo người và xảy ra khi người ngồi dùng bữa trong nhà Thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi Đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đề của người Những người biệt phái thế vậy liền nói với các môn đề người rằng Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy? Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải hy lễ Vì ta không đến để kêu gọi người công chính Nhưng kêu gọi người tội lỗi Đó là lời Chúa Lời Chúa Kitô Tô ngợi khen Chúa Kính thường bạn chị em Nói đến văn học cổ điển Trung Quốc Thì người ta không thể không nhắc đến Một cái bộ tác phẩm nổi tiếng Đó là Tứ Đại Kỳ Thư Thì trong Tứ Đại Kỳ Thư đó Có tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân à, Mà trong tác phẩm Tây Du Ký Làm cho người ta xúc động Là cái đoạn nói về việc tam tạng thu phục tề thiên để làm đệ tử trên con đường đi thỉnh kinh. Thế thì hôm nay là ngày lễ kính thánh Matthew Tôn Đồ. Thì trong đoạn tin mừng cũng nói về việc Chúa Giêsu gọi Matthew làm môn đệ của Ngài. Thế thì so sánh giữa việc nhà sư Tam Tạng chọn tề thiên và việc Chúa Giêsu gọi Matthew có những cái điểm tương đồng và có những cái điểm tương phản hay nói đúng hơn chúng ta tìm ra được hai cái điểm tương đồng điểm tương đồng đầu tiên đó là cả hai người đệ tử được gọi đều là người tội lỗi tề thiên là tội nhân của thiên đình còn Thánh Matthew Trước khi được Chúa gọi Là tội nhân của dân tộc Vì đối với người Do Thái lúc bây giờ Nghề thu thuế là một cái nghề tội lỗi Vì cái nghề này là tiếp tay với đế quốc Để mà bóc lột dân chúng Bóc lột dân tộc Vì thế một cái nghề bị coi là tội lỗi và cái điểm tương đồng thứ hai là trước khi tâm tạng mình thu phục tề thiên thì tề thiên cũng bị núi đè là một cái quả núi ngũ hành sơn còn thánh Matthew trước khi được Chúa gọi ông ta cũng bị một cái quả núi đè mà cái quả núi này không phải là quả núi ngũ hành sơn mà ông ta bị cái quả núi kim tiền đè cũng nặng không thua gì cái quả núi ngũ hành sơn. Đó là những cái điểm tương đồng. Còn những cái điểm tương phản là cái cách gọi. Một trong những cái xúc động nhất là cái lúc được gọi. Thì đối với tam tạng về tề thiên thì tề thiên nhìn thấy tam tạng và kêu lớn gọi thầy mình, gọi sư phụ của mình. Còn đối với Matthew thì không phải ma theo thấy chúa trước mà là chính chúa giêsu thấy ma thiêu trước đó là điểm thứ nhất thứ hai là chúa giêsu mở lời trước để cho thấy cái huyền nhiệm của ơn gọi thì những cái ơn gọi là thiên chúa luôn luôn là đi bước trước một cái tình yêu thiên chúa ban cho con người thiên chúa đi bước trước chứ không đợi người ta phải đến với chúa mà chính chúa đến với con người Chính Chúa đến với một kẻ tội lỗi đang ngồi ở bàn thu thuê. Đó là cho nên như lời của Thánh Việt Na ngay nói về ơn gọi của Thánh Matthew là Chúa Giêsu không nhìn Matthew bằng một cái nhìn của thể xác mà Thiên Chúa nhìn Matthew bằng một cái nhìn của nội tâm và của một cái lòng thương xót. Thiên Chúa không để Matthew đến gặp Chúa mà chính Chúa lại đi bước trước. Một cái lòng thương xót, một cái tình yêu đối với người tội lỗi và tới đặc biệt đối với người môn đệ mà Chúa Giêsu đang gọi. Cái điểm tương phản thứ hai là để thu phục tề thiên và để tề, tề thiên một lòng một ý với tam tạng tam tạng phải dùng một cái vòng mà trong sách truyền gọi là cái vòng kim cô để mà khống chế tài thiên có những lúc tài thiên còn có ý muốn giết thầy mình nhưng vì trên đầu phải đeo một cái vòng kim cô vì khống chế nên phải chấp nhận theo thầy còn ở đây chúa giêsu không dùng một cái vòng kim cô để khống chế mắt theo mà chúa giêsu cũng dùng một cái vòng mà cái vòng của Chúa đây là một cái vòng của cái trái tim. Một cái vòng của tình yêu. Để rồi chính Chúa đã dùng cái vòng tình yêu này cho Matthew cảm nghiệm được cuộc đời là chính Thiên Chúa yêu thương con người trước và đặc biệt chính Thiên Chúa yêu thương Matthew một con người tội lỗi. Mà trong bài tin mừng hôm nay Chúa Sư nói Ta muốn lòng nhân chứ không cần nghi lễ Là ta đến với ta kêu gọi Không phải là những con người công chính Mà kêu gọi những người tội lỗi Cho nên Sau khi cảm nhận được Thánh Má theo đã một lòng một ý Đi theo Đức Kitô Tô Mà đi theo bằng con tim Chứ không phải đi theo bằng sự ép buộc Thánh Má theo đi bằng một cái lòng tự nguyện thì qua ơn gọi của Thánh Matthew Chúng ta thấy chính Chúa gọi Chính Chúa đi bước trước Và chính Chúa dùng một cái tình yêu trong tiếng gọi Để rồi Matthew đã đáp trả Matthew chấp nhận bỏ những cái phương tiện Mà cản trở ông trên con đường nên thánh Cái phương tiện cản trở ông trên con đường nên thánh Đó chính là cái nghề thu thuế một cái nghề hái ra tiền Ông chấp nhận bỏ đi Và cái thứ hai là ông chấp nhận bỏ đi Trút bỏ cái núi kim tiền đè nặng trên ông bấy lâu Chính núi cái núi kim tiền này đè Mà Matthew không ngẩng lên nhìn trời cao được không được không thấy được tình yêu của thiên chúa vậy thì từ khi mà Matthew trút bỏ được cái núi kim tiền thì Matthew mới cảm thấy con người mình nhẹ nhõm hơn Con người mình bay bổng hơn Khi không bị cái núi kim tiền đè Trên cái số phận nữa Mà ngày hôm nay Ông được Chúa nâng ông lên cao Và Thiên Chúa nâng lên được Khi mà người ta chấp nhận bỏ đi Bỏ cái núi kim tiền đó Và phê Matthew đã làm được điều đó Vì thì và cái thứ ba Là Matthew cảm nghiệm được cái tình yêu đến với Thiên Chúa Bằng một tình yêu tự hiến Chứ không phải một sự ép buộc Chứ không phải bằng một cái vòng kim cô Mà bằng một cái con tim Vì thế Matthew một lòng một ý Và chấp nhận tử đạo vì Đức Kitô. Thì hôm nay qua hình ảnh Matthew Và trong ngày kính thánh Matthew Thánh sử hôm nay Và qua việc Chúa Giêsu gọi Matthew Cho chúng ta ba cái bài học Bài học đầu tiên là mỗi người mình có dám đứng lên như Matthew Chứ nhận bỏ đi cái phương tiện mà cản trở mình trên con đường nên thánh Hay là chấp nhận bỏ đi cái nghề mà con đang hái ra tiền Ở đây hái ra tiền theo cái nghề mà muốn nói cái ý nghĩa của Matthew đó Hái ra tiền một, một bằng một cái cách bất chính Bằng một cái cách mà người đời cho là tội lỗi có khi những cái nghề con đang làm ra tiền là những cái nghề bất chính có khi những cái nghề mà con đang hái ra tiền đây là những cái nghề mà con phải ăn gian nói dối có khi những cái nghề mà con đang hái ra tiền đây là những cái nghề mà con phải chấp nhận mua gian bán lận có khi những cái nghề mà con đang hái ra tiền đây là những cái nghề mà con chấp nhận sống trên xương máu của người ta. Có khi những cái nghề mà con đang hái ra tiền đây là những cái nghề mà con chấp nhận cha đạp trên nhân phẩm của người khác. Thật sự có muôn vàng cái nghề hái ra tiền mà có thể nói phải làm bằng cách bất chính để có nó. Vậy thì lời chú gọi thân thương mỗi ngày mỗi người mình được lời Chúa gọi qua dấu huấn giáo hội, qua kinh thánh, qua những người khôn ngoan, qua những người hướng dẫn đó. Con có dám chấp nhận bỏ đi cái nghề mà con làm bất chính đó để mà đi theo nẻo chính đường ngay. Chấp nhận ít tiền, chấp nhận đủ sống mà sống ngay chính hay không? Đúng là khó lắm. Đồng tiền nó đi liền khúc ruột, nói bỏ nó khó. Vậy thì mình tự mình xét mình xem Con có dám mạnh mẽ Từ bỏ cái nghề thu thuế như Matthew Để đi theo Chúa hay chưa Rồi bài học thứ hai Là phải chấp nhận buông bỏ Chấp nhận chút bỏ đi cái núi kiếm tiền Đang đè trên mình Matthew phải bỏ Thì ông ta mới cảm thấy nhẹ nhàng Và Matthew phải bỏ Ông ta mới ngẩng đầu lên nhìn Thiên Chúa được Nếu không bị cái núi kim tiền nó đè Làm cho mình không có ngẩng đầu lên được Đôi khi đúng là Bao nhiêu công sức con bỏ ra Bao nhiêu chuyện con làm để con có đồng tiền hôm nay Mà con có nhận ra được những đồng tiền nó lớn như thế này Con đáng lẽ nó phải làm người đầy tớ Mà con để cho nó trở thành một ông chủ hay khi chúa gọi con con chỉ dám trả lời những người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều tiền và cái thứ ba thiên chúa gọi con bằng những lời thân thương chúa không ép buộc con bằng một cái vòng kim cô mà chúa mời gọi bằng một cái trái tim yêu thương một cái trái tim của lòng thương xót chúa muốn con đáp trả bằng cái lòng thương xót đó Muốn con đáp trả bằng một cái con tim biết yêu thương Chính khi người ta đáp trả bằng con tim biết yêu thương Thì người ta mới dám chết cho nhau Điều mà chú muốn là không phải sự ép buộc Mà là một cái tình yêu tự hiến Tự nguyện để đi theo Đức Kitô Toàn tâm, toàn ý Một lòng theo Chúa Vậy lạy Chúa Qua ngày lễ bổn mạng của Thánh mắt Theo hôm nay Cho chúng con biết phải đi theo đường ngay nẻo chính phải biết từ bỏ những cái con đường cản trở con trên đường nên thánh và nhất là biết đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa bằng một tình yêu tha thiết. Chúa muốn chúng con đáp lại bằng một tình yêu chứ không muốn chúng con đến với Chúa bằng một sự ép buộc. Ước mong chính Chúa đã yêu thương con để xin cho con biết đáp trả lại tình yêu đó. Amen.